đi dạy nè, rồi đi làm MC cho các chương trình, về nhà còn bán online nữa. Nhưng mà anh muốn biết là cái công việc của chồng em đang trong tình trạng là Covid như thế này thì công việc của chồng em như thế nào? Cái đó nó cũng là một vấn đề lớn luôn anh chị. Hai vợ chồng em cũng gây lộn với nhau nhiều về vấn đề kinh tế. Tại vì lúc mà cái quy một cái khoảng thời gian mà em có bầu em bé á, thì cái lúc đó là cái nghề nghiệp của ảnh nó đang phát triển lắm. Ảnh một tuần ảnh chỉ ở nhà được có một hoặc hai ngày thôi. Ảnh đi show liên tục, đi Đà Nẵng, đi Hà Nội, đi Singapore, đi Thái Lan. Tại vì ảnh chỉ làm chuyên về tiếng Anh thôi chứ ảnh không làm về tiếng Việt. Lúc đó ảnh kinh tế anh cũng tốt nữa. Suốt cái giai đoạn mà em có thai á, là ảnh cho em đi khám bệnh viện quốc tế, rồi lúc sanh cũng sanh bệnh viện quốc tế, rồi cho đi yoga bầu, rồi đi massage bầu, thậm chí cũng cho xài tiền thoải mái nữa. Cho nên mình cảm thấy mình quen với lại cái sự chiều chuộng như vậy rồi á. Rồi sau khi sanh em bé ra được chừng hơn một tháng thì bắt đầu dịch nó tới, là mọi cái hoạt động của ảnh bị ngưng trệ lại hết. Coi như là ảnh không kiếm được một đồng bạc nào luôn. Do đó khi mẹ mới sinh bé được một tháng đó là em đã phải chạy xô lại rồi. Cho nên là sức khỏe của mình lúc đó mình giống như mình cảm thấy tủi thân quá. Và cũng có một khoảng thời gian đó là em bị stress rất là nặng luôn. Thậm chí mẹ muốn luyện con mình đi luôn á. Gặp con của em rất là khó đó chị Vân. Nó không có dễ như con của người ta. Mẹ chồng em hồi trước á, là mẹ chồng em ở nhà thì có nhận giữ thêm bé này bé kia trong xóm. Thì mẹ chồng em cũng nói là rồi tại vì cháu nội tao ráng tao giữ cho tụi bay, chứ từ đó giờ tao giữ nhiều đứa rồi mẹ chưa thấy đứa nào mà nó khó như là con hai chồng bay. Tức là nó khóc đêm miết mà nó quậy, nó hơi năng động lắm anh chị. Cho nên là mẹ chồng em rất là cực trong cái vấn đề giữ nó, mà không có em phải đi làm để kiếm kinh tế. Tại vì lúc đó chồng em không có chạy xô được, cho nên là cái khoảng thời gian đó hai vợ chồng cứ gây nhau miết à, nhiều khi muốn chia tay luôn á. Nhưng mà tội con là nó còn nhỏ quá cái nhất. Cái thứ hai là mình nhớ lại cái khoảnh khắc mà hai vợ chồng vượt cạn cùng với nhau á, mình mới có thể được bình tĩnh mà mình bỏ qua để mình đi tiếp tục với nhau. Còn Tuấn Anh thì sao cưng? Tại vì cái công việc của em trước đó em đã quen với cái, chứ em chỉ có nói được thôi chứ em không làm được cái gì hết á. Thì giống như cái thu nhập mình quen với điều đó và cái cách kiếm tiền nó quen điều đó rồi. Bây giờ tại bữa mẹ Nhi có nói em là đi làm bảo vệ đi hay là coi xe đi, thì em không thể nào chấp nhận ngay được mức lương và cái công việc đó. Thì em bảo là em sẽ đợi dịch hết, và ví dụ như cả năm làm bảo vệ thì bằng khi dịch hết em làm lại nhất là nhanh. Và 8 tháng nay em không có làm mất tiền, nhưng mà em cũng không có xài như ngày xưa. Mà ngày xưa làm được nhiều tiền thì xài tới kiểu nhiều tiền, còn bây giờ là không có xài như vậy. Thì hai vợ chồng cũng vẫn đang san sẻ nhau thôi, chứ không phải là Nhi phải nuôi em hay là nuôi cả gia đình em, thì không phải. Nhi chỉ nuôi con thôi, và một nửa của con thôi. Ví dụ con năm thì em với Nhi mỗi đứa 2,5 thôi. Thì Nhi không hiểu, Nhi cứ nghĩ em là lười biếng ở nhà rồi không có phấn đấu gì hết. 9 tháng thì mình nghĩ là nó dài, nhưng mà thực ra nó cũng chưa đủ dài cho một cái định hướng về nghề nghiệp. Là cái công việc của chồng của Nhi á, so với khả năng của ảnh thì nó vô cùng thuận lợi. Bây giờ á, để mà chồng Nhi á, phải định hướng cho mình một cái nghề nghiệp khác, nó không phải là đơn giản. Chị nói ví dụ đi bảo vệ đi, làm bảo vệ, cái nghề bảo vệ hoàn toàn không phải là một cái nghề mà gọi là thấp hay là cái gì cả, nhưng mà nó phải có nghiệp vụ. Nghiệp vụ về võ thuật, về tất tần tật mọi thứ. Bây giờ lỡ mình chỉ cần giữ xe, mất cái xe tiền đâu đền. Thì ít nhất phải có một cái gì phù hợp với ảnh. Còn về phía Nhi, nếu như nó không rơi vào cái lúc mà Nhi mới sanh á, thì mọi thứ chắc nó không có đi đến cái vấn đề stress mà để hai vợ chồng gây lộn đâu. Tuấn Anh biết không, cái người phụ nữ á, khi mà người ta sanh á, mới sanh xong á, là cái nội tiết tố nó thay đổi, con người cái tính cách nó thay đổi dữ lắm. Rất dễ cọc, rất dễ tủi thân, rất dễ trầm cảm, rất dễ bị những cái mà gọi là tiêu cực. Em phải cho bạn này một năm trời để bạn ổn định về tất cả mọi thứ từ bữa nay mới biết mặt chồng em đó. Dạ. À, quên nữa, cứ em chị đi nha con. Chị học chào cô Vân, ơi gọi bằng cô. Nó gọi bằng cô không à? Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Đoàn Thanh Yến và nghệ danh của em làm nghề là Ruby Nhi. Em năm nay 28. Công việc hiện tại của em là MC tự do và giáo viên giảng dạy MC Nhí tại một số trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Tuấn Anh, em sinh năm 1993, đang là hướng dẫn viên dự luật tự do. À, cho anh Thuận biết coi như là hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, em là vào nghề trước ông xã, thì em tham gia ở câu lạc bộ MC đó là cũng lâu rồi. Em là thành viên ban chủ nhiệm của câu lạc bộ MC đó. Hôm đó là chồng em là một cái thành viên mới, mình là ma cũ mà. Với lại lúc đó mình cũng mới vừa đăng quang cái giải Á hậu của anh, cho nên là em hấp lắm, mặt em nghinh nghinh vậy nè. Cái lúc đó thì bạn có vẽ ba ngôi sao ở đây nè, bằng hình xăm. Thì lúc em cứ nghĩ là con gái mà xăm hình mà trên mặt
Trời nó ghê lắm. Nhìn ngầu như vậy, nhìn giống như là chân hồ vậy đó. Cái em ghét. Vậy thôi, mỗi vậy là ghét. Rất vinh báo luôn. Rất vinh báo. Và mắt bạn không bao giờ nhìn về phía em hết á. Giống như em nhìn bạn, bạn không nhìn em ra cái gì hết. Em nhỏ bé quá. Lý do gì mà em hết ghét nhỏ này? Đúng rồi. Khoảng 2-3 năm sau á, thì có một cái công việc ở trên cộng đồng á, thì cần MC tiếng Anh. Nhi mới tác em vô, rồi em được làm. Sau đó em mời Nhi đi cảm ơn. 2 năm sao mà em nhớ được bạn này trong khi em không hề nghĩa là quan tâm gì tới bạn này? Tại vì cái lĩnh vực mà chồng em làm á là về MC team building mà tiếng Anh á, thì cái lĩnh vực nó kén MC và nó ít người làm lắm anh chị. Ở Sài Gòn thì chừng trên dưới chưa tới 10 người làm. Cho nên là em mới nhớ tới bạn thì em tác bạn vô thôi. Mà chắc em không biết là ông ghét em đâu, biết ghét là dễ gì mà tác show cho. À. Em mời Nhi đi uống cà phê á thì Nhi có nhận lời liền không? Dạ, có liền ạ. Rồi hôm đó hai đứa nói những đó. Chuyện gì với nhau? Có một câu chuyện chắc được ghê gớm luôn. Bạn nói là bạn đã có một con rồi. Lúc đó em chưa biết là câu chuyện đó là giả. Thì mình cũng đâu có yêu đương gì đâu. Tại sao Nhi lại nói như vậy? Ông xã em á là nằm trong những cái điều khoản mà em đặt ra là không phải là người chồng lý tưởng của mình, không được nhỏ tuổi hơn mình, không được nhậu nhẹt với hút thuốc. Chỉ có ổng không hút thuốc thôi, chứ nhậu nhẹt là có chùm luôn. Rồi nhỏ hơn em 2 tuổi. Là coi như bởi vậy thôi, nói mình có con đặng để cho ổng không để suy nghĩ cho ông được gì hết. Cua. Dạ. Sao lý do sao mà hai đứa lại cua nhau? Đó, ai cua ai trước nè. Không ai cua ai hết anh chị. Cứ rủ rê nhau đi chơi riết rồi cái thích nhau rồi cái là người yêu của nhau. Giống như tụi em không có nói ra, tụi em ngầm hiểu nhau là như vậy. Lúc đó là đi chơi với nhau cũng hiểu. Mặc định luôn, tự hiểu luôn. Vậy dạ. Thì cái nắm tay đầu tiên là lúc nào? Ai nắm? Dạ, là em. Đó đó thì đúng là Tuấn Anh rồi. Nắm tay thì là một buổi ở ngoài bờ sông. Trong một cái rạp chiếu phim là hôm đầu tiên ở trong đó. Nó có một cái biến cố. Tại vì em với Nhi không có hợp, nhận biết không có hợp nhau. Thì có một lần là em tiểu phẫu nhỏ nhỏ thôi. Thì vô tình em bị lừa cái nơi đó và em đã chuẩn bị một số tiền. Nhưng mà tới đó thì nó phát sinh là gấp 5 lần số tiền đó. Vô tình là lúc nào em với Nhi đã chia tay rồi. Chứ không biết là linh cảm sao như gọi họ gọi thăm em là đang ở đâu, về nhà chưa hay gì đó. Thì bảo là đang trong bệnh viện. Cái bạn mới cầm tiền vô trả cho em. Lúc đó em đã huy động bạn bè em tới rồi vẫn không đủ tiền luôn. Rồi bà tới bà nhà chăm sóc mấy ngày luôn. Bởi vì em không có đi đứng được hết. Không có làm cái gì được hết. Đau lắm đúng không? Dạ, đau lắm. Thì sau đó là một tháng nó mới lành. Thì cái ngày lành là em rủ đi chơi Vũng Tàu. Đi chơi Vũng Tàu thì ngày đó là phát súng đầu tiên xong là coi như là mình khai thác. Đến bao lâu thì mới bắt đầu là đám cưới? Dạ sau đó là vô tình cũng là may mắn luôn là có bầu. Bác sĩ kêu cưới. Dạ. Trước đó là hai gia đình có đồng ý không? Dạ thật sự gia đình nó là một cái biến cố lớn của hai vợ chồng em á, tại vì bố mẹ của ông xã em á là cũng không thích em. Mẹ của em cũng không thích ông xã em. Như vậy có nghĩa là hai gia đình đều không chịu. Nhưng mà vì cái sự cố kia thì là lúc đó hai gia đình mới đồng ý hay sao? Dạ nó báo tin thì mẹ em vừa không đồng ý nhưng mà cũng phải đồng ý. Tại vì trước đó em có đi khám thì bác sĩ nói em khó có con. Khó con thì em nghĩ đồng nghĩa vì là vô sinh rồi. Thì lúc đó là một cái tín hiệu giống như là chờ cho mình một đứa thôi. Hoặc là vậy bác sĩ nói sai. Thì lúc bao nhiêu bạn Nhi nó có bầu, bảo đừng có xạo. Tôi làm gì có con. Thì bác sĩ nói vậy lắm mà. Tôi làm gì có con được. Cuối cùng giờ nó đẻ ra cái mặt nó và em y hệt với nhau. Nếu như nó không giống là em đi thử ADN rồi. Nhưng mà giờ nó giống quá khỏi luôn. Khi mà Nhi biết là Nhi có bầu á, cái cảm xúc Nhi làm sao? Dạ cái cảm xúc của em thì lúc đó cũng vừa vui mà cũng vừa hơi lo lo nữa. Tại vì vui là mình biết mình có em bé rồi. Và mình cũng nghĩ là nếu mà ảnh với là gia đình ảnh không chịu thì mình cũng cứ sanh thôi. Tại vì em đi show và đi dạy đều thì mình cũng có đủ điều kiện kinh tế để lo cho con. Cũng hơi sợ là nếu mà gia đình bên Tuấn Anh không chịu cưới á, thì tự nhiên ta nói con gái mà không có chồng mà lại có con thì mẹ lại không chịu cái đó. Tới hiện tại bây giờ là bố mẹ chồng em cũng vẫn không thích em và ngược lại mẹ em cũng vẫn không thích chồng em, nhưng mà giống như là dán ra đóng thuyền thì phải chịu thôi. Vậy hả? Vậy anh hỏi nè, lý do vì sao hai vợ chồng tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Bình thường em với vợ em là rất là khắc khẩu kinh khủng luôn. Nói được 3 câu là câu tư là chắc chắn chửi nhau và không có nói nữa. Bởi vì chửi nhau cỡ nào đâu, bây giờ nói thử cho chị nghe. Chửi nhau là thôi bà im đi, tôi không nói chuyện bà đó. Nó là ông im luôn đi. Cỡ vậy luôn á. Mặc dù bên ngoài tụi em nói chuyện bên ngoài tụi em ok, nhưng mà trong gia đình em không giải quyết được. Cũng có thể là do em chưa làm tốt công việc của em, cái vai trò của em thì em không nói được bạn, và bạn cũng như vậy không nói được em. Thì hôm nay lên cũng là ví dụ lên có thể là hòa giải phần nào hay là hiểu nhau hơn phần nào thì đó là điều may mắn. Cho nên chính vì thế có những gì là hai bạn phải nói hết ra. Ở đây có thể là chị Vân và anh Thuận sẽ thay mặt chương trình có thể chia sẻ với các bạn một phần nào đó nghe. Rồi bây giờ là hai đứa là làm đám cưới được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 3 tháng. Anh biết là Ruby Nhi rất là giỏi.
rất là năng động, làm rất là nhiều công việc, đi dạy nè, rồi đi làm MC cho các chương trình, về nhà còn bán online nữa. Nhưng mà anh muốn biết là cái công việc của chồng em đang trong tình trạng là Covid như thế này thì công việc của chồng em như thế nào? Cái đó cũng là một vấn đề lớn luôn anh chị. Hai vợ chồng em cũng gây lộn với nhau nhiều về vấn đề kinh tế. Tại vì lúc mà cái quy một cái khoảng thời gian mà em có bầu em bé á, thì cái lúc đó là cái nghề nghiệp của ảnh nó đang phát triển lắm. Ảnh một tuần ảnh chỉ ở nhà được có một hoặc hai ngày thôi. Ảnh đi show liên tục, đi Đà Nẵng, đi Hà Nội, đi Singapore, đi Thái Lan. Tại vì ảnh chỉ làm chuyên về tiếng Anh thôi chứ anh không làm về tiếng Việt. Lúc đó ảnh kinh tế anh cũng tốt nữa. Suốt cái giai đoạn mà em có thai á, là ảnh cho em đi khám bệnh viện quốc tế, rồi lúc sanh cũng sanh bệnh viện quốc tế, rồi cho đi yoga bầu, rồi đi massage bầu, thậm chí cũng cho xài tiền thoải mái nữa. Cho nên mình cảm thấy mình quen với lại cái sự chiều chuộng như vậy rồi á. Rồi sau khi sanh em bé ra được chừng hơn một tháng thì bắt đầu dịch nó tới, là mọi cái hoạt động của ảnh bị ngưng trệ lại hết. Coi như là ảnh không kiếm được một đồng bạc nào luôn. Do đó khi mẹ mới sinh bé được một tháng đó là em đã phải chạy xô lại rồi. Cho nên là sức khỏe của mình lúc đó mình giống như mình cảm thấy tủi thân đó. Và cũng có một khoảng thời gian đó là em bị stress rất là nặng luôn. Thậm chí mẹ muốn luyện con mình đi luôn á. Gặp con của em rất là khó đó chị Vân. Nó không có dễ như con của người ta. Mẹ chồng em hồi trước á, là mẹ chồng em ở nhà thì có nhận giữ thêm bé này bé kia trong xóm. Thì mẹ chồng em cũng nói là rồi tại vì cháu nội tao ráng tao giữ cho tụi bay, chứ từ đó giờ tao giữ nhiều đứa rồi mẹ chưa thấy đứa nào mà nó khó như là con hai chồng bay. Tức là nó khóc đêm miết mà nó quậy, nó hơi năng động lắm anh chị. Cho nên là mẹ chồng em rất là cực trong cái vấn đề giữ nó. Mà không có em phải đi làm để kiếm kinh tế, là vì lúc đó chồng em không có chạy xô được. Cho nên là cái khoảng thời gian đó hai vợ chồng cứ gây nhau miết à, nhiều khi muốn chia tay luôn á. Nhưng mà tội con là nó còn nhỏ quá cái nhất. Cái thứ hai là mình nhớ lại cái khoảnh khắc mà hai vợ chồng vượt cạn cùng với nhau á, mình mới có thể được bình tĩnh mà mình bỏ qua để mình đi tiếp tục với nhau. Còn Tuấn Anh thì sao cưng? Tại vì cái công việc của em trước đó em đã quen với cái, chứ em chỉ có nói được thôi chứ em không làm được cái gì hết á. Thì giống như cái thu nhập mình quen với điều đó và cái cách kiếm tiền nó quen điều đó rồi. Bây giờ tại bữa mẹ Nhi có nói em là đi làm bảo vệ đi hay là coi xe đi thì em không thể nào chấp nhận ngay được. Mức lương và cái công việc đó thì em bảo là em sẽ đợi dịch hết. Và ví dụ như cả năm làm bảo vệ thì bằng khi dịch hết em làm lại nhất là nhanh. Và 8 tháng nay em không có làm mất tiền. Nhưng mà em cũng không có xài như ngày xưa. Mà ngày xưa làm được nhiều tiền thì xài tới kiểu nhiều tiền. Còn bây giờ là không có xài như vậy. Thì hai vợ chồng cũng vẫn đang san sẻ nhau thôi. Chứ không phải là Nhi phải nuôi em hay là nuôi cả gia đình em thì không phải. Nhi chỉ nuôi con thôi. Và một nửa của con thôi. Ví dụ con năm thì em với Nhi mỗi đến 2,5 thôi. Thì Nhi không hiểu. Nhi cứ nghĩ em là lười biếng ở nhà rồi không có phấn đấu gì hết. 9 tháng thì mình nghĩ là nó dài, nhưng mà thực ra nó cũng chưa đủ dài cho một cái định hướng về nghề nghiệp. Là cái công việc của chồng của Nhi á, so với khả năng của ảnh thì nó vô cùng thuận lợi. Bây giờ á, để mà chồng Nhi á, phải định hướng cho mình một cái nghề nghiệp khác, nó không phải là đơn giản. Chị nói ví dụ đi bảo vệ đi, làm bảo vệ, cái nghề bảo vệ hoàn toàn không phải là một cái nghề mà gọi là thấp hay là cái gì cả, nhưng mà nó phải có nghiệp vụ. Nghiệp vụ về võ thuật, về tất tần tật mọi thứ. Bây giờ lỡ mình chỉ cần giữ xe, mất cái xe tiền đâu đền. Đúng rồi. Thì ít nhất phải có một cái gì phù hợp với ảnh. Còn về phía Nhi, nếu như nó không rơi vào cái lúc mà Nhi mới sanh á, thì mọi thứ chắc nó không có đi đến cái vấn đề stress mà để hai vợ chồng gây lộn đâu. Tuấn Anh biết không, cái người phụ nữ á, khi mà người ta sanh á, mới sanh xong á, là cái nội tiết tố nó thay đổi, con người cái tính cách nó thay đổi dữ lắm. Rất dễ cọc, rất dễ tủi thân, rất dễ trầm cảm, rất dễ bị những cái mà gọi là tiêu cực. Em phải cho bạn này một năm trời để bạn ổn định về tất cả mọi thứ, từ bên trong lẫn bên ngoài. Tụi em phải đặt mình vào nhau để tụi em giải quyết vấn đề. Đúng rồi. Nha. Ví dụ như là mình phải nghĩ như thế này. Chồng mình không phải là người không cầu tiến. Chồng mình không phải là một người không có học thức. Chồng mình là một người đã từng kiếm tiền rất giỏi. Nếu đúng, đặt đúng ảnh, đúng nơi, đúng chỗ của ảnh. Và trong một cái giai đoạn nào đó, ảnh đang bị có những vấn đề về nghề nghiệp, về cái việc mà ảnh không thể làm như trước được. Mình phải thông cảm, mình phải chia sẻ, đó là mình yêu chồng mình. Còn ngoài ra, Tuấn Anh phải hiểu là thời điểm này á, là Nhi, phải nói là cơ thể Nhi cũng như là cái đầu óc, cũng như là cái nó kỳ lắm. Nó có thể bất thường. Mà thậm chí nếu mà không hiểu được, không chia sẻ được á, là sẽ đi đến trầm cảm. Đúng rồi. Thực, cái đó là thực trầm cảm sau sinh đó Tuấn Anh. Thành ra là hai vợ chồng phải tìm được một cái điểm chung. Cái này là chị nói nghiêm túc nha.
đừng nghĩ là cứ gây lộn về là đi đến chuyện chia tay. Đừng, tụi em phải vượt qua một năm trời. Còn sau này cái thành quả tụi em thì cha mẹ hai bên sẽ chấp nhận và sẽ thấy là tụi nó chọn đúng, tụi nó yêu nhau là đúng, tụi nó đến với nhau là đúng đó nha. Anh được biết là em cũng mở lớp dạy đúng không? Dạ. Tại sao không đào tạo MC nó tiếng Anh? Trời chứ đó. Yeah, phải biết tận dụng nhau được chưa? Bây giờ dạ. Ok chưa? Thấy hiệu quả cái lên chương trình vòng sao chưa? Được không? Rồi bây giờ, qua cầu được ước thấy. Giờ mời tiếng Anh nói trước. Tật xấu của vợ em là gì nè? Dạ vợ em thì nhiều tật xấu lắm. Chắc có thể là được nương chiều từ nhỏ cho nên là không biết làm mẹ và làm vợ luôn á. Rồi bạn ấy anh nói chứ là bột chộp anh nói chứ là có sao nói vậy đó, nói không vậy? Suy nghĩ không có đó, suy nghĩ không? Dạ nhưng mà học trò tôi biết dạ. Nó đúng là làm cho rất nhiều người phải nói là bạn là tào lao. Nhưng có thể là bạn ở bên ngoài bạn rất là tốt, không cái này thì em phải đồng ý là bạn tốt thì bạn mới tồn tại được trong cái nghề của bạn tới ngày hôm nay và bạn mối quan hệ của bạn rộng lớn như vậy, nhưng mà về nhà không biết sao là nó ngược lại bên ngoài vậy đó. Ta là khôn nhà dạy chợ, ta ở nhà khôn chợ dạy nhà. Rồi không có biết nịnh chồng, trừ một lúc là em đưa tiền thôi là bạn nịnh được. Thiếu tiền cái là không có nịnh mà còn chửi nó căng thẳng lắm luôn. Căng thẳng lắm luôn á. Hai người hợp khẩu với nhau, em nói là lấy miếng nước coi, này lấy miếng nước đây, tắt điện đi, để đi ngoài. Tâm địa không có xấu gì cả, nhưng mà cái lời nói của bạn nói ra làm người ta nghĩ bạn là hơi bị khô cứng, thô kệch một chút. Rồi về cái việc gọi là chăm con, lo lắng cho con thì như thế nào? À cái này còn tệ nữa. Thằng bé thằng nhóc đi ở trong cái bô. À bé sao thằng nhóc tí cắm đồ vô trong cái bô. Kem phải bảo bé, kem bế nó lên ngay. Dạ. Thế nào? Có nhiêu thôi. Dạ cái đấy là tất cả rồi đó. Thì em mong muốn Nhi sẽ thay đổi những cái gì? Thay hết. Tôi phải bật mí cho khán giả đây là nhỏ học trò tôi. Phải nên học ăn, học nói. Dạ. Học gói, học mở. Học gói, học mở. Dạ. Tuấn Anh nó không mong, chị cũng mong. Anh là rất mong em là cái việc là phải mẹ là phải biết chăm con nha. Cái chuyện mà không biết con là không chấp nhận nữa. Ru nó ngủ không biết luôn. Không có bà nội là phó thác cho làm gì làm, nó ngủ nào ngủ, nhưng mà thường là nó rất là khó ngủ, nó quậy. Tức là hiện giờ hai đứa đang ở chung với bà nội? Đang ở với nhà bà nội là nhà em. Còn Nhi đang ở trên đây vì Nhi đi làm và một tuần Nhi về khoảng 3 lần để phụ bà nội chăm con ngủ. Em là ở đâu? Em ở Biên Hòa. Rồi tới em đó Nhi. Chồng em cũng tật xấu nhiều lắm, cũng hơn em luôn á. Chồng em cái tật lớn nhất là biến, cũng ở dơ kinh khủng luôn, không có chịu làm chuyện nhà, không chịu làm gì hết trơn á. Thí dụ cho một cái trường hợp ở dơ của anh đi. Quần áo gì đi về là để xốc xếp đó, thậm chí quần trong quần ngoài còn dính với nhau luôn, ngay cả vớ cũng vậy, về cũng dục tùm lum, em không biết cái nào sạch nào dơ. Cũng cái tiếp theo nữa là ổng lơ đễnh đủ thứ hết trơn á, ví dụ như ổng mở điện trong nhà tắm cả ngày luôn á. Rồi thêm tật nhậu dữ lắm, có một lần nhậu xong về ói tùm lum, em bé thấy nó sợ nó khóc quá trời luôn. Trời ơi, ông mới có mấy tháng mà ông thấy em bé được. Mà ông cũng biết ba ông nhậu về ông cảm nhận mùi mà ông thấy được luôn. Dạ, tại vì chồng em nhậu xong vô toilet ói á, khi nó lúc đó nó giật mình á, cái em bồng nó vô nó kìa, con cha mày nhậu về ói kìa, cái nó thấy khóc quá trời. Lúc đó là hai đứa vẫn ở chung chứ chưa có kiểu mà tách ra như bây giờ. Như là xen kẽ vậy đó, 3 tháng đầu ở dưới Đồng Nai với mẹ chồng, xong rồi 2 tháng sau thì lên lại nhà em để mẹ em chăm phụ, xong rồi giờ lại xuống lại dưới Đồng Nai. Cứ xen kẽ vậy á, để bà nội bà ngoại chăm. Nhỏ cũng vui bộ. Bây giờ hai đứa này là sung sướng quá, bà nội bà ngoại là chăm sóc cho con vậy là quá quá sung sướng luôn á. Bây giờ chỉ còn hai em thôi đó. Ổng trong nhà là tất cả mọi việc, ổng có tháo vát không? Dạ không, chồng em biết làm gì đó. Giống như là những cái điện mà sơ sơ trong nhà hay nước rồi chồng em không biết làm. Cái mẹ em nói là hai vợ chồng mày là nồi nào úp dung đó đó. Mày về nhà chồng mày cũng không biết nấu ăn. Chồng về đây cũng không biết làm gì luôn. Đây là hai vợ chồng đậu. Tại vì bây giờ hiện đại ở nhà đâu phải xây như ngày xưa mà điện hở hay gì mọi thứ nó bên ngoài mình dễ làm đâu. Bây giờ hầu như là nó âm tường và điện nước tất nó đóng. Không phải là muốn làm mà làm. Giờ mong muốn thay đổi gì nè? Cái mong muốn lớn nhất của em là mong chồng em bớt nhậu lại, để ý quan tâm vợ nhiều hơn. Chồng em không có lãng mạn, với lại ít quan tâm em lắm. Thậm chí như hồi nãy nói là quen nhau là cũng ngầm hiểu, xong rồi lúc mà kết hôn á là cũng cưới nhau vậy thôi, chứ cũng chẳng có cầu hôn hay là gì hết trơn á. Ít có nhắn hỏi hay quan tâm vợ lắm, như là em đi làm hay đi show gì chồng em cũng chả hỏi hay gì á. Giống như là mình cảm thấy mình hơi cô đơn, mình muốn làm gì mình làm á. Thậm chí ngày sinh nhật vợ còn không nhớ nữa, còn sinh nhật ảnh là lúc này cũng nhớ. Vấn đề ở đây là hai cái ca này căng à, chứ căng không có chứ không có dễ đâu nghe, căng à nha. Nay là mẹ Di là nhiêu tuổi ta? Dạ 51. Còn mẹ của Tuấn Anh? Mẹ còn cũng 50. Muốn tâm sự với hai bà mẹ một chút xíu. Hai bà mẹ là thua tuổi của Vân. Rõ ràng ở đây thì là vấn đề
cái gia đình nhỏ này á, là cần sự hỗ trợ của cả bên nội và bên ngoại, đặc biệt là hai bà mẹ. Cái chuyện mà các bạn có bầu cũng là ngoài ý muốn của các bạn, đi đến hôn nhân cũng là vì cái bầu để mà các bạn phải đi đến cái việc lập gia đình. Chứ còn bản thân các bạn là chưa có đủ hành trang, các bạn chưa nghĩ tới là mình sẽ lập gia đình, thì thành ra bây giờ hai bà mẹ của chúng ta là phải là những người mà hỗ trợ để cho cái gia đình nhỏ này nó hạnh phúc và nó đi tìm được một cái tiếng nói chung. Đầu tiên là yếu tố văn hóa vùng miền. Đây là cô con dâu đặt Nam Bộ, thì cái người Nam Bộ là có làm sao nói vậy, có nhiêu xài nhiêu, thậm chí là có 9 đồng á, thì xài 10 đồng, ví dụ vậy. Đó là cái bản tính là hướng ngoại của người miền Nam, người Nam Bộ từ đó giờ vậy rồi. Còn người miền Bắc thì lại khác, người miền Bắc là sống hướng nội, thì là phải đón ý, phải ý tứ, phải trước sau, phải là đâu đó, có nghĩa là làm thì ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Từ đó giờ là các bà mẹ miền Bắc là phải đòi hỏi dâu con của mình như vậy. Thì bây giờ theo Vân nghĩ là như vậy nè, đừng có nghĩ là các bạn lấy nhau rồi là coi như các bạn phải tự. Riêng trường hợp này thì Vân nghĩ là các bà mẹ vẫn phải tiếp tục dạy con mình học ăn, học nói, học gói, học mở. Bây giờ khi nào mà gia đình này về ở với bên nội thì bên nội sẽ làm điều đó cho cả hai vợ chồng. Gia đình này về bên ngoại thì bên ngoại sẽ phải làm điều đó cho cả hai vợ chồng. Để chi? Để chúng ta giữ cái căn nhà nhỏ này, cái gia đình nhỏ này bền vững. Đừng có để đi đến cái sự việc đáng tiếc xảy ra. Bởi vì chung quy lại thì cái em bé 9 tháng tuổi đó là báu vật của cả gia đình nhỏ và cả gia đình lớn. Trong một cái buổi ngắn gọn như thế này thì Vân chỉ có thể đưa ra được những cái lời mà nó cần thiết cấp kỳ nhất thôi. Còn cái vấn đề thực hiện cái điều đó như thế nào lại là phải nhờ đến bà nội và bà ngoại. Thì chị mong rằng là tụi em phải hiểu những cái mong muốn của nhau. Nhi nhớ nè, làm gì thì làm, Nhi cũng phải là một người mẹ, một người vợ, phải học. Còn Tuấn Anh luôn luôn phải làm một cái chỗ dựa, một cái bờ vai vững chắc cho vợ, cho con của mình. Thì làm sao để làm được bờ vai vững chắc thì Tuấn Anh phải tự nghiên cứu cái điều đó nha. Thì tôi sẽ hứa là kiếm việc đi làm. Và ở nhà thì bớt thời giờ hơn. Ok, cái đó là tôi sẽ làm. Vợ cũng sẽ cố gắng sửa từ từ, chứ nếu mà một sớm một chiều thì khó để có thể tốt hơn, để hai vợ chồng đỡ gây lộn với nhau. Nhân chương trình Vợ Chồng Son này thì con cũng muốn gửi lời tới bố mẹ chồng. Cũng do cái đặc thù công việc của con là phải đi nhiều, do đó con không có thời gian để chăm sóc bé nhiều, nên là bố mẹ phải cực với con của con. Thì con cũng mong là bố mẹ, ông bà nội cố gắng chăm cho bé, để con với chồng con yên tâm đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Dạ, và con cũng sẽ cố gắng học hỏi thêm cách làm mẹ và làm vợ để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Okay. Câu đó là hay nhất đó. Đó là những cái cảm xúc rất là thật. Rất cảm ơn hai em nha, đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và hy vọng là sau chương trình này về, hai vợ chồng thay đổi tích cực và sẽ hoàn thiện hơn. Hạnh phúc phải bền chặt. Nhẹ nhàng say đắm với chồng. Cái gì cũng được. Mọi lúc mọi nơi là mình được không, mình không mất gì hết trơn. Đúng vậy. Nhớ nha, nhớ cái kim chỉ nam đó giùm cho tôi nghe chưa. Rồi, xin cảm ơn Tuấn Anh và Nhi.